Rất cảm ơn khán giả dùng hình để xem phần 3 còn lại của chương trình bình luận thời sự của Vi Khao TV. Hôm nay là chương trình ngày thứ 6, 28 tháng 6 năm 2019. Chào nhà báo Vi Tái Ngộ. Thưa khán giả, trong phần 3 này chúng tôi bình luận về cái vấn đề là cái thái độ ông Donald Trump ngày 24 khi trước khi ông lên đường đi qua Nhật Bản dự cái G20 thì ông lại đánh hai cái mũi tên vào hai cái quốc gia đồng minh của mình, đó là đánh vào Nhật Bản hay là phê bình chỉ trích Nhật Bản và phê bình chỉ trích những nước đồng minh của mình khác. Khi ông nói về cái vấn đề hai cái tàu dầu bị cái lực lượng nào đó tấn công, thì ông nói rằng là từ xưa tới nay hình như ai cũng tự nhiên là giao cho Hoa Kỳ để mà bảo vệ cái an ninh ở đó. Rõ ràng nó như vậy, tất cả cái an ninh biển trên cái vùng đó và một số vùng khác ngay cái biển ở vùng Yemen này kia là hay là cái nơi mà bị hải tặc tấn công, thế là khi Mỹ mà không lơ là, không có mặt ở đó, không có quyền lợi thì không có làm. Vì thế cho nên Mỹ bảo vệ, nhưng mà nói cho cùng phải nói là Mỹ bảo vệ cái biển, cái vịnh mà Ba Tư, tức là biển Oman này kia, thì cái đó là bảo vệ cho mình là chính, là bởi vì cái đó là cái huyết mạch của Mỹ chở dầu đi qua đó, đi qua rất là nhiều trên cái vùng đó. Và các cái nước khác nói theo cái nghĩa nào đó là đồng minh của Mỹ và đi theo cái đó, nghĩa là cũng là một cái đồng minh và ăn theo cái quyền lợi. Chứ thật sự thì Mỹ cũng không phải nai lưng ra để mà bảo vệ cho riêng những cái tàu đó không. Thì bây giờ này Mỹ lên tiếng kể công nói cái đó là ngày xưa chúng tôi đã bảo vệ như vậy, thì bây giờ qua cái vụ này rồi thì các cái quốc gia phải tự lo. Bởi vì ổng nói lý do là như giận dỗi là các cái nước đồng minh này là không có ơn nghĩa gì cả. Chúng tôi lo cho các anh, các chị, các anh chị không có ơn nghĩa gì cả. Nghĩa là nhờ giả Hoa Kỳ mà không có ơn nghĩa. Cái này liều lần ông Trump nói chứ không phải tại cái vụ biển này không. Ông nói là cái vấn đề ngoại giao hồi xưa là viện trợ rất nhiều, không có ơn nghĩa gì hết á. Nhưng mà ổng quên một cái điều, ngày xưa nếu mà không viện trợ như vậy thì làm gì có cái phe tự do chống với cái phe cộng sản. Khi mà người ta vô tay, người ta nắm với Hoa Kỳ, bắt tay với Hoa Kỳ là gọi là phe tự do, thì đương nhiên là Mỹ phải có trách nhiệm bao hết tất từ đầu tới cuối, từ quân sự, chính trị, văn hóa. Thành ra mới có cái USS. Chúng ta nhớ Việt Nam Cộng Hòa hồi xưa mình sống mình biết rồi, cái đó là cái nghĩa vụ của Mỹ và cái đó đồng thời là quyền lợi của Mỹ nó. Chứ thật sự những cái nước đó nếu không làm như vậy thì Mỹ làm sao có cái khối lớn như vậy được. Thì bây giờ Mỹ đâm ra hết không còn nữa. Ngày nay sở dĩ ông Trump nói cái điều đó là tại vì thế giới nó không còn một cái khối tự do và khối cộng sản. Thế giới ngày nay nó là một cái thế giới mạnh ai nấy làm, vì con ngáo ọp cộng sản không còn. Cộng sản bây giờ chỉ còn có một cái nước Nga mà cũng không phải cộng sản. Trung Quốc bây giờ thì nói là cộng sản, nhưng mà cũng chỉ là những cái nước mượn cái tư tưởng cộng sản để mà lãnh đạo thôi. Họ cũng làm ăn như tư bản. Và như vậy rõ ràng là không có nhu cầu. Vì thế cho nên ông Donald Trump không giúp thì ông nói tận cùng phải nói như vậy. Chứ không phải ông Trump mà nói một cách điều tự nhiên. Ngay cả Liên Hiệp Quốc hồi xưa lập ra hay là WTO đều, World Bank, IMF thì đều lập ra để bảo vệ cái quyền lợi cho cái nước tự do mà đặc biệt là Hoa Kỳ. Không có cái đó làm sao Hoa Kỳ thành một cái cường quốc vĩ đại được, mà ông Trump lên nói rằng chúng tôi là một cái nước làm cho Hoa Kỳ vĩ đại trở lại. Chính cái đó nó làm cho ông Trump mới vĩ đại trở lại và ông mới có khẩu hiệu đó được. Do đó chúng ta thấy hiểu hai mặt của vấn đề thì thấy ông Trump, ông nói mà ông trích ngang, ông không nói lại cái chuyện trước. Các cái quốc gia khác thì họ cũng không đồng ý, giống như Nhật Bản, ông nói là Nhật Bản làm vô ơn, nói một cách bóng bẩy là khi mà ông giả dụ như có chiến tranh ai quánh Mỹ chúng tôi thì Nhật Bản đâu có can thiệp. Nhật Bản nói là chúng tôi đâu có ký với ngài những cái điều đó, chúng tôi ký với ngài là cho ngài đóng quân ở Nhật Bản và trong đó ngài có trách nhiệm bảo vệ Nhật Bản, cái đó là ngài ký cho chúng tôi đâu có phải ơn. Thì tới lúc không cần thiết thì ông Donald Trump nói có lẽ bạc bẽo. Thì đây cũng là vấn đề chính trị, thưa anh Viên Huy. Dạ vâng. Khi mà hai cái tàu dầu mới nhất là bị tấn công, chưa biết là có phải em, nhưng mà đối với Mỹ thì cho rằng là có đằng sau là Iran đứng đằng sau. Thì một trong hai cái tàu dầu đó là của ông Nhật.
của công ty Nhật Bản. Thì không biết là Tổng thống Donald Trump trong một cái cuộc nói chuyện vui với báo chí đó, thì có nói rằng là không biết đây là nói đùa vui hay là nói mà thật sự mà chỉ trích Nhật Bản. Có nói rằng là nếu chiến tranh giữa Mỹ và Iran nổ ra thì chắc chắn là ông Nhật Bản ngồi nhà nhìn TV theo dõi cái cuộc chiến tranh đó. Tức là ý nói là Nhật Bản sẽ không có tham dự vào đó. Thì bây giờ một mặt khác là bây giờ có bản tin như giáo sư Chi vừa mới trình bày cho chúng ta thấy rằng là Tổng thống Donald Trump đã kêu gọi trở lại tất cả những cái trách nhiệm đó mà trước đây á, tự nhiên là cứ đẩy cho Mỹ, vì là Mỹ có được còn cái nền kinh tế phát triển nhất thế giới, cái thứ hai là một cái lực lượng quân sự có thể là bao trùm thế giới, chỉ có Liên Xô là có thể đối ứng được mà thôi. Thì đương nhiên là có một cái lực lượng như vậy á, thì xảy ra một cái vụ gì trên thế giới thì mọi nước đều quay về phía Mỹ để mà tìm nhờ cái sự can thiệp và nhờ cái sự bảo trợ. Và cái đó nó đã trở thành một cái thói quen đi rồi. Và vì thế bây giờ đối với lại Tổng thống Donald Trump nhìn lại vấn đề thì thấy nước Mỹ thiệt hại nhiều quá, thiệt người thiệt của để bảo vệ, trong khi chính những bảo vệ những cái nước đó thì chính nước đó thì ngồi thờ ơ. Bây giờ một cái tàu dầu của Nhật Bản bị như vậy, Nhật Bản không có một cái ý kiến gì đối với lại trong cái vụ này, mà kể cả cũng tham gia vào một cái cuộc điều tra nữa. Thì hỏi như vậy để chờ cho Mỹ mà có những cái quyết định, thì thật sự ra đó là một cái sự bất công mà Tổng thống Donald Trump nhắc lại và đòi hỏi cái trách nhiệm của tất cả các nước ở trên thế giới đối với những nước bây giờ đang là có tham vọng Trung Cộng. Thì tham vọng Biển Đông và thế giới, nước Nga tham vọng bành trướng trở lại dưới thời như là dưới thời của Liên Xô. Rồi Iran bây giờ đang cũng có tham vọng để trở thành một cái cường quốc của khu vực. Thì tất cả những cái nước ở trong vòng những cái khu vực đó mà có bị ảnh hưởng thì phải nhìn thấy cái trách nhiệm của mình, chứ không phải chỉ kêu gọi Hoa Kỳ mà thôi, thưa giáo sư. Vâng, và bây giờ chúng ta thế này. Cho đến giờ phút này, mặc dầu là Tổng thống Donald Trump đã ra một cái lệnh là ngừng không có tấn công Iran, và ai cũng biết rằng là đó là một cái chuyện không biết là có là vĩnh viễn hay không, hay là chỉ là tạm thời một thời gian thôi. Thì cho nên là các nhà phân tích trên thế giới và các nhà bình luận trên thế giới đều nghĩ đến một cái chuyện là trước sau gì rồi cũng có chiến tranh xảy ra. Nước Mỹ không để cho có ai mà có thể mà chơi chèo được cái vụ như là bắn vào chiếc máy bay mà để có thể để cho qua được như vậy. Rồi cái thứ hai nữa, giữa Mỹ và Iran có một mối hằn thù sâu từ trước, tức là vào cái thời mà Đức Giáo Chủ Khomeini, tức là trước ông Khomeini này, là đã chủ trương là tấn công vào cái tòa đại sứ Mỹ và bắt hết tất cả các nhân viên của tòa đại sứ Mỹ là để mà làm con tin, để mà trao đổi vấn đề mà bàn giao về chính trị với nhau. Thì đây là một cái điều trơ trèo hết sức mà Mỹ hồi đó là phải 2-3 lần thương thảo mới rút ra được tất cả những cái nhân viên nó về. Thì đó là một cái điều mà nước Mỹ vẫn bận tâm, vẫn bực mình từ trước nay, chưa cho Iran được một cái bài học nào cả. Thế đến nay lại chơi một cái máy bay nữa, thì tức là hai cái bài học đó. Thì người ta mới thấy rằng là nếu mà xảy ra cuộc chiến tranh á, thì chiến tranh sẽ như thế nào? Căn cứ vào những cái chuyện trước đây á, thì Mỹ sẽ chỉ dùng những cái loại tàu chiến ở ngoài biển Oman sẽ bắn vào các địa điểm quân sự của cái lực lượng mà Hồi giáo, vệ binh Hồi giáo của Iran mà thôi. Còn ngược lại, Iran cũng sẽ không có đủ khả năng để tấn công hẳn vào nước Mỹ, thì chỉ có thể là tấn công rộng ra tất cả những cái đơn vị, những cái đồng minh của Mỹ ở Trung Đông. Thì vì thế cho nên là những các lực lượng như là Houthi, lực lượng Hezbollah, lực lượng là những cái người Hồi giáo, các lực lượng Hồi giáo dòng Shia của trong các nước mà đang được các dòng Sunni cai trị, thì sẽ nổ ra những cái cuộc tấn công vào những các đơn vị của Hoa Kỳ tại những nơi này, thì sẽ gây thiệt hại và đồng thời sẽ làm cho Hoa Kỳ phải gánh chịu một cái sức nặng để giúp đỡ tất cả các nước đồng minh của mình ở trong khu vực, thế giới. Chúng ta thấy đây cũng là một cái bài học hay là một cái kinh nghiệm cho ông Donald Trump. Thật sự phải nói cái nguyên cớ là do ông Donald Trump khi lên làm tổng thống thì thay đổi hoàn toàn 180 độ đối với Iran. Cái thỏa hiệp B5+1 là lập lại cho hòa bình,
Nếu mà cho nó là tồi tệ thì chính ông Trump nói chứ đâu có ai nói cái tồi tệ. Tất cả những cái nước B5, 5 nước kể cả Hoa Kỳ, thì chỉ có Hoa Kỳ rút ra Âu Châu, các cái nước người ta không có ai nói cái điều đó. Liên Hiệp Quốc cũng nói là Iran không có xâm phạm. Tới giờ này Iran vẫn tuân thủ những cái điều của Liên Hiệp Quốc và cái thỏa hiệp đó. Như vậy, ông Donald Trump có một cái là muốn thù ghét hay là muốn xây dựng một cái nền tảng cho Donald Trump để mà hủy bỏ tất cả cái nền tảng của ông Obama. Thì do đó ông mới tạo ra, chính cái tạo ra cái Iran đó nó làm đảo lộn cái tình hình Iran. Nhưng mà nếu ông có đủ khả năng thì ông đã làm được hết tất cả để cho Iran phải tuân thủ, để cho năm nước kia cũng phải tuân thủ, nhưng ông không làm được. Thành ra bây giờ nó dậy ra như vậy, tình hình bây giờ Palestine và Do Thái không giải quyết được. Con rể của ông đưa ra một cái dự án về hòa bình ở dâu dùng Do Thái, không ai chấp nhận cả. Thì có do đó chúng ta thấy cái ông Donald Trump, cái muốn của ông và cái việc làm là lực bất đồng tâm. Nhưng mà ông phải nhớ một cái điều là tổng thống nào cũng phải 4 năm hoặc là 8 năm. Nếu ông ngày nay mà ông lật đổ hết cái của ông Obama thì ngày mai 2020 ông xuống thì người ta cũng lật đổ hết tất cả những cái của ông Donald Trump. Dầu ông cho cái đó là một cái tuyệt vời thì người khác còn nói cái đó là tồi tệ. Cái điều như vậy, do đó chúng ta thấy bài học lịch sử mình nói rằng nếu ai đó bắn vào một cái lịch sử bằng cái súng sáo thì người đó sẽ bị lịch sử bắn lại bằng cái súng đại bác. Và ông Trump không phải chỉ bị đánh một mà đánh rất là nhiều. Chúng tôi nghĩ là cái chuyện đó nó có thể xảy ra trong thời ông Trump còn làm tổng thống, có thể nhiệm kỳ 1, nhiệm kỳ 2, để ông Trump thấy rằng những cái điều lịch sử họ nói rất là đúng. Nếu anh bắn tôi bằng cái súng sáo bằng quá khứ thì chúng lịch sử sau này bắn anh bằng cái súng khác lớn hơn nữa đó, cho ông Trump. Chúng ta thấy đó là những câu nói của lịch sử chứ không phải là chúng tôi nói. Như vậy để thấy rằng là trong cái lịch sử thì nói như vậy, nhưng mà thấy người nào lãnh đạo, tàu vua hay là tổng thống đều có những cái nết giống như ông Trump vậy, nhưng mà có cái điều thể hiện nó như thế nào thôi. Thì thưa các thính giả, đó là một bài học lịch sử mà chúng tôi rút ra được. Do đó ông Trump gieo gió thì ông Trump gặt bão. Thưa anh VV, rất cảm ơn khán thính giả theo dõi suốt thời gian qua. Chúng tôi sẽ hẹn tái ngộ khán thính giả vào ngày mai.